Hello Phương Nguyễn, chào các bạn nha. Hôm tuần vừa rồi mình cũng đặt cái cây ná các bạn. Mình đặt cây ná mắc cáo rồi các bạn. Mình mới mua cây ná mới vừa lấy về. Cây ná của mình đặt ở người bạn Phạm Văn Lợi các bạn. Là địa chỉ ở Đắk Lắk, Đắk Nông nè. Cây ná của mình mua rất đẹp các bạn. Tính tiền bao ship về tới đây là 510.000. Theo cái mã vận đơn của cái thằng của GNT của Mường F. Hôm nay mình review cái ná cho các bạn coi, mình mới lấy về nha các bạn. Mới vừa lấy vừa lấy tới về, mình mới vừa lấy, giờ mình khui cho các bạn coi cái ná nha các bạn. Đam mê quá nên cũng mua chơi, mình ná nhiều lắm các bạn ơi. Mình mấy rồi mình lấy cũng mấy cây review cho các bạn coi. Hôm nay mình tậu thêm cây này nữa các bạn. Giờ mình cho các bạn coi nha, mình cũng mới bốc hàng cho các bạn coi. Đây, đóng gói rồi nha các bạn. Giờ mình để cái hộp bên đây đi. Đấy rồi, đóng gói các bạn. Mình không biết cái ná dao đẹp hà chất lượng không đó, mà tại vì là đợt mình cũng có đặt hàng á các bạn. Giờ đợt này mình đặt về đây, ná đi theo dây, shop tặng được hai bộ dây thùng thường các bạn. Cái dây này để dành cho mấy em bé mới tập chơi thôi, chứ mình biết chơi rồi mấy cái dây này không có bắn nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ quay cái ná cho các bạn coi. Mình lấy ra đây cái bịch này. Rồi ná rồi đây các bạn. Đó không các bạn, cây ná hình mắc cáo các bạn. Đó, mình có đi ENC theo cái mẫu hình ảnh chống đồng các bạn. Đó, cái này là mình đặt giùm của cho thằng bạn, là cái này là cái cục bịch này các bạn, nhìn đẹp lắm. Đây các bạn thấy không, đam mê nè. Gắn ba con ngóc titan đẹp tuyệt vời luôn. Khắc tên luôn nè các bạn. Đó, các bạn thấy gì không, anh này là trong cái nhóm của mình đó. Mình đặt dùm cho anh này cái tên là Hồ Phương Hải nè các bạn. Mình đặt biệt danh trong cái clip săn bắn của mình đó là anh Hải Sikun đó các bạn. Đó, mảnh đam mê quá, anh nhờ mình đặt dùm cái ná này là bao ship đồ này luôn các bạn, là 510.000 là về tới tay các bạn luôn đó nha. Cực kỳ đẹp. Đây, chơi ngày tháng năm sinh luôn nè, ngày 1/4/1984 luôn nè các bạn. Thấy ổng đam mê không, sinh năm 84 đó, già làng gần 40 tuổi rồi đó các bạn, mà đam mê ghê không các bạn. Ăn không dám ăn, chơi không dám chơi, xài không dám xài, mà đã chơi là chơi mấy cây như vậy nè các bạn. Các bạn có đam mê giống như cùng sở thích trong cái nhóm của mình không nha. Mình đặt dùm hàng đây. Đó, các bạn nhìn thấy đẹp không, đẹp không tì vết luôn các bạn. Đó, rất là đẹp. Camera này sao nó quay sao quá ta. Đó, đẹp tuyệt vời, đẹp tuyệt vời, ngon lành cành đào. Đó, hay chưa các bạn. Rồi, ná đi theo dây luôn nha các bạn. Đây, rồi bây giờ là mình sẽ cho các bạn coi cái ốc titan, một cặp ốc titan. Đam mê đâu không thấy mà mình thấy tốn tiền quá các bạn ơi. Đây, hai ngốc titan này các bạn. Ngốc này dễ ghê các bạn ơi. Ngốc này bằng kích bi á, 150.000 á. Đẹp lắm các bạn. Hồi đá không chơi thôi là chơi phải chơi vậy đó các bạn. Đó. Rồi cây lục giác này các bạn. Đây, cây lục giác đây. Đó. Cây lục giác đây, dành mở ra cái ná này các bạn. Đó, hay đẹp không các bạn. Giờ này không lẽ giờ là nè, nó hít rồi các bạn hả, nó hít luôn rồi nè. Đó các bạn, đẹp ơi là đẹp. Đó, các bạn thấy đam mê ghê không. Đó, mình cũng đam mê dữ lắm, mà cũng chơi hết mình với anh em luôn. Để mình lấy cái cây ná của mình cho các bạn coi nha. Một cây
mình đam mê cây này các bạn. Đây các bạn thấy không, nó mình khắc cái tên của mình là tên là A Phuấn ấy, đọc tiếng Trung Quốc mình dịch ra là A Phương, nhưng mà tiếng Trung Quốc đọc là A Phuấn. Rồi đây cây ná này của mình đây nè các bạn, đây cây ná của mình đây, chặt bẫy hết nha các bạn. Đó các bạn thấy không, đẹp tuyệt vời luôn. Đó, các bạn nhìn thấy đã không? Đây cây này là mình cầm á, cầm tì nè các bạn. Bạn thấy cái tay của mình không? Nó cầm tì nè, ôm nè, nó cầm tì cơ, cầm tì là mình bắn như vậy. Còn ôm là bắn như vậy. Cực kỳ đẹp, cực kỳ đã. Còn cây này đó là quýnh bắn theo kiểu ôm mà kiểu truyền thống các bạn. Bóng vớ rất là đẹp, cái chỗ cái ngón tay của mình là mình quấn mình lấy cái cọng dây đeo tay các bạn, mình móc vô cái cây ná này nè các bạn, thấy không đẹp không, đó đẹp không tì vết luôn. Và hôm nay mình mục đích của mình là mình review cái cây ná này nè các bạn, 510.000 bao ship, là có INC đồng, INC mạ theo của chống đồng Long Sơn nè các bạn. Nè, ba góc bục giác đẹp. Đẹp. Đã các bạn. Các bạn thấy cái video mình chia sẻ mẫu ná theo đam mê kiểu đẹp bắn không biết như thế nào, chứ những mấy cây ná này là chất lượng thì mình khỏi bàn cãi nha các bạn, rất là ok. Mình thì đặt giùm cho thằng bạn mình cây này. Còn mình sở hữu cây này. Và sở hữu cây này với cây này nữa, để mình lấy cho các bạn coi nha. Đam mê quá, quá đam mê. Đây. Cây ná huyền thoại đưa đi vào lịch sử của mình là cây này đây các bạn. Đây. Hero huyền thoại đây của mình đây. Đó các bạn, thấy không? Rất là nhiều cây. Cây này là thời điểm mình mua là 750k đó các bạn. Mà hiện tại cây này nó thị trường giờ nó ít còn, chỉ có là đặt mẫu mới có thôi. Đó các bạn. Cái này là lúc trước là chạy do mình đánh bắt, mình bỏ cốp xe mình đánh nó chạy vậy các bạn. Cái này với đánh bóng lại là đẹp lại liền thôi, mài đánh bóng lại là đẹp. Đó không các bạn, cây ná của mình làm quay vlog là đi săn bắn là cây này thôi nè các bạn. Các bạn coi cầm cái này bắn nè, nó cầm nè, phải không, cây trước nó ôm vô nè các bạn nè. Ngón tay của mình ôm vô nè, tì ngón nó đây này nó, thấy không các bạn. Đó, đưa vào giao huyền thoại rồi, cái này hiện tại là giao huyền thoại rồi. Rồi mình cũng đam mê theo cái chặt tròn theo anh em, mà cây này thì khỏi nói luôn, cây này mình rất thích cây này luôn các bạn. Đẹp cực kỳ. Rồi mình chuyển qua mình bắn cây này thử. Mình thấy cũng rất là ok. Rồi xong. Đó không các bạn. Các bạn thấy đam mê ghê không các bạn? Rồi cây này chuẩn bị đi test hàng nè các bạn. Chắc mai mốt là mình thứ hai thứ ba mình rảnh mình sẽ đi test, mình làm review cây này đi săn cho các bạn coi nha. Rồi video của mình đến đây tạm dừng các bạn. Các bạn thấy mình chia sẻ những cái cây ná đẹp theo đam mê theo đây, thì các bạn nhớ bấm like đăng ký kênh cho mình để xem những cái video đi săn bắn nha các bạn. Rồi bye bye các bạn nha.